Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con ngư dân, mặc dù áp thấp nhiệt đới đã tan, nhưng ở vùng biển phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trời vẫn nhiều mây, có mưa rào và rông, cùng nguy cơ xảy ra gió giật mạnh trong cơn rông. Trong khi đó, ở phía Bắc, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió bắt đầu hoạt động mạnh dần lên ở mức cấp 5. Trời chủ yếu không mưa, nên thời tiết cũng ít gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Hiện nay thì khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo là từ sáng ngày 14 tháng 12, ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1 sau đó thì không khí lạnh dồn sâu xuống nên gió mạnh lan dần xuống khu vực giữa Biển Đông, gây sóng cao Biển Động. Ngoài ra ở vùng biển, ngoài khơi khu vực Trung Trung Bộ có mưa rông mạnh mẽ trong khoảng 3 ngày tới, cùng với gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, Biển Động mạnh. Thời tiết tiếp tục không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Ở vùng biển phía bắc của vịnh Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay gió đông bắc ở vùng biển này bắt đầu hoạt động mạnh dần lên. Sang đến ngày mai thì gió tiếp tục mạnh thêm và đạt đến cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 gây sóng cao biển động. Dự báo tình trạng gió mạnh sẽ tiếp tục duy trì trong khoảng 3 ngày tới. Từ chiều và tối ngày 16 thì cường độ gió mới suy giảm dần, tình trạng biển ổn định trở lại. Ở vùng biển phía nam của Vịnh Bắc Bộ thì gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 gây biển động cùng sóng cao. Thời tiết lại nhiều mây và có mưa rông, nhất là ở vùng biển gần bờ phía nam khu vực nên bà con cần hết sức cảnh giác với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Dự báo phải sang đến ngày 18 thì gió mạnh và mưa rông ở trên khu vực này mới giảm dần. Do vậy, bà con ngư dân nên theo dõi sát sao các thông tin thời tiết trước khi quyết định ra khơi đánh bắt hải sản trong những ngày sắp tới. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trong tối và đêm nay thì gió không mạnh. Chỉ lưu ý là mưa rông rải rác ở vùng ven bờ khiến tầm nhìn giảm và nguy cơ có gió giật mạnh trong cơn rông sang tới ngày mai ngày 14 tháng 12 kéo dài cho đến hết ngày 17 cường độ gió sẽ đạt tới cấp 6 giật cấp 7 thời tiết có mưa rào và rông mạnh nên đây là vùng biển không an toàn cho các hoạt động hàng hải cũng như đánh bắt hải sản của bà con Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Trong đêm nay và ngày mai thì gió chưa mạnh, nhưng mưa rông có xu hướng gia tăng mạnh mẽ, cùng với nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Từ đêm mai sang tới ngày 15 thì gió cũng mạnh lên cấp 6, giật trên cấp 6, gây biển động và mưa rông còn xảy ra ở trên khu vực cho đến hết ngày 17, nên đây cũng là vùng biển không an toàn cho các hoạt động lưu thông ở trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, và Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai thời tiết sẽ tiếp tục xấu với mưa rông và tố lốc gió giật mạnh. Sau đó thì sang tới ngày 15, ngày 16 cùng với sự khuếch tán xuống phía nam nên gió đông bắc trên khu vực mạnh lên cấp 6 giật trên cấp 6 gây biển động. Ngoài ra thì mưa rông chỉ tạm thời suy giảm trong ngày 15, sau tăng lên trở lại nên chủ các tàu thuyền vẫn cần lưu ý đảm bảo an toàn khi hoạt động ở trên khu vực này vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Trong đêm nay và ngày mai thì mưa rông tiếp tục xảy ra, kèm theo khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh nên gây cản trở đến các hoạt động hàng hải. Dự báo đến ngày 15 thì cường độ mưa rông và gió mạnh sẽ tạm thời giảm hơn trên khu vực. Nhưng sau đó thì có khả năng xuất hiện trở lại nên thời tiết vẫn chưa thực sự an toàn cho các hoạt động hàng hải ở trên khu vực. Vùng biển Vịnh Thái Lan trong vài ba ngày tới thì vẫn có mưa rông kèm theo tố lốc và cả gió giật mạnh, nên thời tiết vẫn ảnh hưởng xấu đến các hoạt động hàng hải. Cho đến khoảng ngày 16-17, từ ngày 18 thời tiết tạm thời ổn định dần. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa thì cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên đêm nay thì gió đông bắc ở trên khu vực này bắt đầu hoạt động mạnh dần lên. Từ ngày mai đến ngày 18 thì gió đông bắc ở khu vực này liên tục mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m gây biển động, rất nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vị Bắc thì gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6 từ chiều tối và đêm ngày mai, kéo dài cho đến khoảng ngày 17. Ngoài ra thì ở phần phía Tây và phía Nam khu vực mưa rông tiếp tục xảy ra nên gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền ở vùng biển này. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam, quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Sông Tử Tây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì khu vực tiếp tục có mưa rông, kèm khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đó thì sang tới ngày 15, mưa rông mạnh sẽ giảm hơn, còn ở mức độ giải rác. Tuy nhiên đến ngày 16, ngày 17 thì mưa lại tăng lên, vì vậy đây vẫn là vùng biển không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Thời tiết biển của Đài chính thuật số VTC. Xin chào tạm biệt.